trái ổi ruby ăn ra như thế nào à, và ăn có ngon không có giòn không có chấm muối được không có hột không rất là nhiều rất là nhiều các cái các cái câu hỏi mà quý bà con đặt về à, cho anh thì chào quý bà con hiện tại bây giờ quanh đang đứng tại một cái vườn ổi ruby mặc dù đang làm giống nhưng mà bên quanh vẫn để một hai trái ổi ruby ở trên cây thứ nhất là coi là cái à, trái ổi ruby nó ngon hay không nếu nó ngon thì mới cây đó mới được đem đi làm giống còn nếu không ngon thì à, phải xem xét lại coi có nên làm giống cái cây ổi ruby đó hay không à, thì mỗi một cây như vậy thì bên quanh sẽ bên siêu thị cây giống thì sẽ để một hoặc hai trái thì nhiều bà con hỏi quanh là quanh à, ơi không biết là cái trái ổi Ruby ăn ra như thế nào à, và ăn có ngon không có dọn không có chấm muối được không có hộp không rất là nhiều rất là nhiều các cái các cái câu hỏi mà quý bà con đặt về à, cho Oanh thì bây giờ quanh sẽ à, cùng với quý bà con chúng ta đi thăm cái vườn cây giống của siêu thị cây giống à, về cây ổ Ruby sau đó quanh sẽ chọn ngẫu nhiên một trái à, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn cái trái ổ Ruby đó luôn nha bà con rồi bây giờ cùng đi với quanh nha rồi mời quý bà con vào thăm cái vườn ỏ ruby à, của siêu thị cây giống nha. Vườn ỏ ruby này thì chuyên để làm giống nhưng mà bên quanh cũng có để một vài cái trái ở ruby nha bà con để quý bà con mà à, để khi mà quý bà con có hỏi ở ruby ăn ngon không thì à, cũng có cái để gửi đến quý bà con. Đó bà con thấy không? đi bận quá đi hết vườn này tới vườn kia bận quá bỏ quên trái ổi nó thối luôn. thì uh, bà con uh, trong video này quanh sẽ quay cận cảnh những cái trái ổi ruby cho bà con thấy coi nó to cỡ nào và ăn nó ngon hay không nha. đây là một cái trái ổi ruby khoảng hơn nửa ký nè và da nó hơi trắng như thế này thì bà con biết là nó hơi chín rồi. đó quanh cũng bận quá cũng không có thăm nó thường xuyên còn khi bà con làm vườn thì bà con lưu ý là chúng ta thăm ổi thường xuyên ha. đó thì bây giờ mình sẽ hái cái trái ổi này ra để chúng ta ăn tại vườn luôn. đây là vườn làm giống nên hầu như là anh em bên quanh hỏng có xịt thuốc gì cho cây ổi hết đó nên là chúng ta cứ hái xuống xong rồi tháo bọc ra chùi được chỗ nào thì chùi xong rồi xong rồi ăn luôn tại vườn luôn rất là ngon đây là một trong những trái cây sạch nha bà con à và bà con lưu ý là với quanh là hiện tại bây giờ có rất là nhiều đơn vị người ta muốn mua ổi ruby Tuy nhiên bà con nhớ là trồng theo lối vi sinh hữu cơ, sử dụng hạn chế tuyệt đối cái phân hóa học để chúng ta không có bị tồn dư những cái thuốc hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong trái ổi thì chúng ta bán được giá cao hơn thị trường bà con nha. Lưu ý dùng quanh. Rồi, chúng ta bắt đầu ăn trái ổi ruby này nha. Bà con quan sát thấy không? Để trong bàn lòng bàn tay của quanh nè, thấy nó rất là to, rất là to nặng. Trái này là cũng khoảng 5 5 lạng cho tới 6 lạng nha bà con. Và đây cũng là trọng lượng ổi trung bình của à, trọng lượng trái trung bình của ổi ruby. Thường một ký thì ở ruby tối đa là ba trái là đủ một ký rồi nha bà con nha. Đó, to như vậy đó. Nhưng mà nhắc lại là cái trái ổ ruby cái màu da nó vàng và nó nở hết cái tế bào da bên ngoài như thế này. Thì coi như là nó hơi chín rồi. Bà con lưu ý là chúng ta trồng thì chúng ta cũng thăm nơm em nó thường xuyên ha. Em ổ ruby thường xuyên ha. Bây giờ chúng ta cắn một miếng coi nó ngon cỡ nào, nào nào nha bà con. Bà con nào mà thích ăn mềm thì cái độ này thì vừa. Còn bà con nào thích ăn giòn thì nó hơi, cái độ này thì nó hơi mềm rồi. Cái này thì nó hơi mềm so với quanh quanh thích ăn giòn và chấm muối cơ. Vừa cắn một phát là bà con thấy bên trong là nó đỏ liền đúng không? Thấy nó đỏ liền đúng không? Giờ thêm phát nữa rồi. Đó, bà con thấy không? Nó rất là đỏ và chưa thấy một cái hộp nào. Thật sự ra ở ruby nó có một ít hạt. Nhưng mà nó nằm ở dưới cái, ở trong cái lõi và chỉ có khoảng 10 đến 15 hạt cho một trái thôi. Thật sự nó không đáng kể. Khi mà chúng ta làm nước ép ổi đồ này kia thì nó không có đáng kể nha bà con nha. Đó bà con có thể thấy rất là đỏ, nhìn nó rất là đẹp khi dưới ánh nắng mặt trời như thế này bà con nha. Đó. À một trái ổ ruby à, theo dạng hình tròn. À, rất là đẹp. Bà con có thể chiêm ngưỡng ạ, à. rất là đẹp khi mà để ở ruby ở trên một cái cây như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cất cái trái ổ ruby này đi ha. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái trái ổ ruby lúc nãy trên cành à, xem nó ngon tới độ nào. Dưới ánh nắng mặt trời thì em đẹp lắm ở ruby ơi. <laughs> Làm thơ luôn. <laughs> Rồi bà con, bây giờ chúng ta quay trở lại cái trái ổi ruby ở trên cành lúc nãy. Quanh thấy là trái ổi ruby này thì vừa. À, này vừa chín tới nè. Wow, quá là đẹp, đẹp quá bà con ơi. Cái này mà bà con làm vườn sinh thái nữa thì quanh thấy cũng rất là tuyệt nha bà con. Nếu mà chúng ta làm vườn sinh thái thì cũng rất là tuyệt, rất là tuyệt khi mà chúng ta sử dụng mấy cái trồng ổi ruby trong khu vườn sinh thái của mình. Bà con thấy đó để lên tay của quanh là thấy là nó trực cái bàn tay của mình liền. Cái cái ổi này cũng phải nửa ký rồi nhìn rất là đẹp cái ổi này chắc trái ổi này là chúng ta cắt trước một ngày nữa thì ngon ha bà con ha còn ngày hôm nay thì ăn phải cắt là xuống phải ăn liền đó bà con thấy không, trái ổi ruby thì rất là to rất là ít hạt màu thì rất là đỏ trồng thì rất là sai trái và giá bán thì rất là cao thì tại sao chúng ta không có thể tập chúng ta không tập trung để trồng cái trái ổi này đúng không ạ hiện tại bây giờ giá nông sản tại việt nam thì Uhm, trong giai đoạn này thì chung cả, cả cả nước thì cũng đang uh, hơi bị biến động về vấn đề tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc một chút Do uh, vấn đề là về uh, dịch bệnh uh, Tuy nhiên thì điều đó nó không có quan trọng đối với ổi ruby Ổi ruby vẫn được bán với giá rất là cao Như mọi người đã biết thì ổi có có vitamin C cao nhất trong các loại trái cây uhm, Cũng điều khá bất ngờ đúng không ạ? Ổi có vitamin C cao nhất trong rất nhiều loại trái cây trong tất cả các loại trái cây vì thế mà nhiều bà con ưu tiên ăn ổi. Bây giờ chúng ta ăn thêm một cái trái ổi ruby khác ha. Wow, cái trái này thì vừa chín tới nha bà con chúng ta sẽ hái luôn cuốn quay lại vấn đề vitamin C thì vì ỏi có nhiều vitamin C như vậy nên được rất nhiều các tín đồ lùng sụp để mà uống tăng cường sức đề kháng cho mình một trái ổi như thế này chúng ta có thể ép ra được một ly nước ép ổi rồi rất là nhiều vitamin C trong này mà đặc biệt là ổi ruby lại có thêm cái màu đỏ nữa thì bà con có thể tưởng tượng là cái ly nước ép nó rất là ngon và nếu có dịp thì quên sẽ ép cái nước ổi ruby này mời bà con dùng tuyệt vời lắm bà con nhà uống vô là vừa thấy tăng cường sức đề kháng sinh lực mạnh mẽ hơn và đồng thời chúng ta sẽ thấy là da dẻ rồi nó cũng đẹp hơn đặc biệt là quanh với lại cái anh chị hay đi vườn á rất là đen da bị tổn thương nhiều nhưng mà nhờ ăn trái cây nhiều nên là cũng cần được được rồi <laughs> con nha cái trái này nè tương tự như cái trái đầu tiên thì nó hơi chín nha bà con do qua anh chị mà anh chị quanh anh chị của siêu thị cây giống có đi vườn biết là quanh cũng đu đeo theo thế là cũng quên luôn cả mấy cái trái ổi trên vườn này đó bà con có thể coi nha trái này thì nó cũng hơi chín rồi hơi chín thì chúng ta ăn mềm thôi chứ không, không, không ảnh hưởng gì tới cái vấn độ cái độ ngọt cũng như cái uh, cái cái những cái hạt ở bên trong của ổ ruby nha bà con mỗi một cây như vậy là bên siêu thị cây giống để khoảng hai trái hôm nay là bà con trận tận kiến trận mắt chứng kiến thêm nữa về cái trái ổ ruby của À, trên cây như thế nào rồi ha à, đây là vườn làm giống nên là mỗi cây thì bên quanh chỉ để có khoảng hai trái thôi là tối đa để mà chúng ta để có cá cho gia đình ăn cũng như là để test cho quý bà con còn thật sự ra là ở ruby á, là cái sản lượng nó rất là cao hôm qua là quanh cũng đang đi đi thăm vườn của một cái người chú cũng trồng được mấy trăm gốc ở ruby và chú bảo mới trồng có một tháng mà cây phát rất là nhanh và phải đi thường xuyên nha bà con phải thường xuyên đi lại những cái bông ở ruby nó ra quá sớm, tại vì ở ruby chúng ta sẽ ra bông sớm nhưng mà nên để trái từ tháng thứ 8 trở đi để lúc đó cây nó cũng trưởng thành đôi chút rồi. À, thì bà ông à, bác nói chú nói là đi tao đi lại trái thường xuyên lắm tại vì nó cứ ra hoài à. Mà mỗi một cặp lá như vậy là một cặp trái. À, thì bà con thấy là nó rất là sai trái nha. Wow, có một trái ở ruby rất ngon đây bà con ơi. Ok, da này được ok nè bà con có thể nhìn qua cái miếng shop á. Chúng ta thấy nó vẫn còn xanh là ngon, còn nó vàng quá là nó chín quá rồi. Chín quá thì nó hơi mềm thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng bên trong hết. Ai thích ăn mềm thì để cho da nó chín chín xíu còn ai thích mà ăn giòn, chúng ta phải hái xanh một xíu thôi bà con ha. Đó, bây giờ chúng ta xem và chúng ta tập kết lại rồi. Còn từ nãy giờ hái cũng hơi bị nhiều rồi. Này thì uh, ở ruby uh, bà con hay hỏi quanh là nó có uh, cái trái nó to hay không và sản lượng của nó năng suất á uh, năng suất ở ruby có cao hay không thì video này bà con cũng thấy rồi trái ở ruby uh, thì rất là nặng trung bình là từ uh, 0,5 uh, cho tới 0,6 kg trái này thì chưa chín hết ha nó chưa lớn hết uh, từ 0,5 tới 0,6 kg là trọng lượng trung bình của ở ruby bà con nha chúng ta thích ăn uh, giòn thì hái xanh một xíu như mình bà vườn bà con mà vườn để mà chúng ta bán á, vườn thương mại á, thì chúng ta lưu ý chúng ta hát cắt xanh một xíu kêu lái vô cắt xanh một xíu thì uh, nó sẽ phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng hơn hay bà con hái luôn trái này luôn ngon quá làm nước ép ỏi mà uống một ly nước ép ỏi là thấy sinh lực dồi dào liền Trái này cũng hơi chín rồi bà con ơi Trái này cũng khoảng nửa lạng nha bà con Là 0,5 kg Hơi chín bà con thấy không Cái da nó hơi vàng Da nó hơi bị vàng rồi bà con nha Thì nó hơi chín nó sẽ hơi bị mềm Chúng ta cũng được năm quả rồi Chắc là thôi chúng ta không hái nữa <laughs> Cảm ơn quý bà con rất là nhiều Đây là vườn ổ ruby thực tế Trái ổ ruby thực tế ở trên cây mà bà con có thể thấy Để chúng ta yên tâm trồng cái ổ ruby cho khu vườn nhà mình À, bà con nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy gọi điện thoại vào số hotline hiện trên màn hình theo quanh cùng với các anh chị của siêu thị cây giống rất là hân hạnh được đồng hành cùng với quý bà con và hãy nhấn vào cái chương đăng ký cho quanh xin một đáng cái đáng à, đáng cái đăng ký bà bà để mà khi bà có đáng video đáng tiếp theo thì bà con được nhận đầu tiên bà con nha quên qua quanh sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về ở ruby giá cả trên thị trường đến quý bà con để quý bà con yên tâm để trồng rồi siêu thị cây giống xin chào và hẹn gặp lại đó để trái quên ăn rồi thúi luôn